Rồi bấm đây. Vô cà phê cho sỉ nha mấy chị ơi, 5 kg cà phê cho sỉ. Kìa, thấy gì đấy. Cái này mua phải nó sụp tè lẹp cái lửa cho nghe mẹ ơi. Đó đó, vô cà phê tính tẩy cà phê như cả nhà ơi, rất là thơm luôn đó chị. Cái này nó thơm phải nói làm đi bà là xuất sắc luôn, không còn gì để nói hết trơn. Đó lấy được 5 kg rồi ta. 5 kg được rồi đó. Làm mình đưa cái hũ chưa phải được, đưa cái hũ chưa. Trời ơi, vừa Căng thử nha. Chưa. Chút nữa. Chút nữa là nghe. Chút nữa thì cái hộp kia. Nở đi. Nở đi, họ lấy hộp nước cho bác. Rồi đưa cái hộp kia vô nữa thôi. Nữa thôi. Được rồi. Ui, xùi. 5 kg rồi đó. Nó nuôi lại đi.